Thưa quý vị, sau 6 ngày xảy ra vụ cháy tại chung cư Carina, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, những nguyên nhân chính dẫn đến hậu quả bi thương đã được công bố. Bên cạnh những thiệt hại to lớn về người và tài sản, trong sáng nay ngày 29 tháng 3, tại cuộc họp với các đơn vị báo chí, đại diện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết công tác điều tra chưa hoàn tất vì chủ đầu tư vắng mặt. Theo đại tá Nguyễn Minh Thông, chánh văn phòng BC44, vụ cháy chung cư Carina làm chết 13 người, 50 người bị thương. Tuy nhiên, thiệt hại về người không phải do lửa mà do ngạt khói. Đồng thời, vụ cháy cũng đã gây thiệt hại đối với 343 xe máy, 17 ô tô, trong đó có 10 chiếc cháy hoàn toàn. Ba nguyên nhân chính dẫn đến hậu quả bi thương của vụ cháy tại đây là xuất phát từ một tia lửa điện ở phần chân chống của một chiếc xe gắn máy tại tầng hầm. Bên cạnh đó, các cửa thoát hiểm kết nối với tầng hầm đều mở đã dẫn khói từ tầng hầm vào cửa thoát hiểm gây ngạt, và hệ thống báo cháy bằng âm thanh, phun nước tự động, máy bơm áp đều không hoạt động. Trong cái quy định về phòng cháy thì nó còn có, nếu như trong các cái trường hợp mà bất khả kháng như vậy thì các những người có trách nhiệm phải thực hiện việc báo cháy thủ công. Ví dụ như là có kẹp, dùng loa tay hoặc những cái âm thanh cái gì đó để báo cho cư dân sống ở trên cái chung cư đó biết để mà chủ động trong cái việc sơ tán và thoát nạn. Thế nhưng mà lại cũng không có một cái động tác nào ngoài cái việc mà không phát hiện ra cháy ban đầu rồi là chờ điện thoại báo cho trường cho phòng cháy chữa cháy. Sáng nay thì chúng tôi có cử cán bộ đến huyện Triệu An, thì bác sĩ thì chúng tôi mới nhận thông tin báo về là ông Tùng từ chối là từ cơ quan điều tra vì lý do sức khỏe. Do đó mà cái việc để giải làm việc với ông Tùng để xác định về cái quan hệ mà nó hít chắc như thế này thì chúng tôi chưa thể thực hiện được. Ngày 26 tháng 3, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định khởi tố vụ án Carina. Tuy nhiên, cho đến nay, công tác điều tra còn chưa hoàn tất là do chủ đầu tư chưa làm việc được với giám đốc công ty Hồng Anh.